lộ ra bản thể của nàng. Vẻ mặt của nàng vẫn là lãnh đạm như trước, nhưng có vẻ lãnh đạm này sâu xa ở nơi đáy mắt có một sự điên cuồng ở bên trong đó. Nàng lại là loại người không bao giờ chịu thua, xưa nay đều là như vậy. Lúc trước, thời điểm mới quen được Vũ Lân cũng là bởi vì tính cách không chịu thua này mà hai bên trở mặt. Ngũ Hoàn Hồn Vương thì đã thế nào, Nhất Tự Đấu Khải Sư thì lại làm sao? Coi như là thua, cũng phải làm cho đối phương cảm nhận được sức mạnh của chính mình. Tay phải nắm chặt lấy tinh thần kiếm đột nhiên thoáng rung động, một ngôi sao óng ánh sáng lên trên ở mu bàn tay phải của nàng. Kiếm tinh vu đã sắp tàn vỡ đột nhiên được tăng cường thêm mấy phần. Một khối sắp tay trắng nón mang theo những ánh sao rực rỡ chậm rãi từ mu bàn tay của nàng hiện ra. Đồng thời dần dần lan rộng lên trên, bao trùm lấy phần cẳng tay, lơi khuỷu tay lại là một điểm ánh sao sáng lên, lại một khối đấu khải trắng nón hiện ra, vô số ánh sao hội tú bảo vệ phần cánh tay, sau đó là giáp vai phải, tinh mang một lần nữa lan tràn lên trên phía trên. Lần này, lơi ánh sao xuất hiện ra chính là mù bàn tay trái, ánh sao lung linh bao trùm lấy. Hai khối sắp cẳng tay và một khối giáp vai bao phủ lấy cánh tay, đấu khải đúng vậy, ba khối đấu khải. Dung đoán hữu linh hợp kim, vẹn vẹn chỉ là ba khối đấu khải nhưng đã khiến cho khí thế của Diệp Tinh Lan đột nhiên tăng lên trên dữ dội. Kiếm Tinh Vũ vậy mà đã tạm thời chống lại được sự tập kích của Thiên Nga Chi Vũ. Ba khối đấu khải, năm học thứ hai của lớp năm nhất này đã có ba khối đấu khải, hơn nữa đấu khải của con bé lại còn là hầu như ở trong lòng hết thảy các vị lão sư và các cao tầng của học viện này đều có một ý nghĩa giống nhau. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là ghê gớm. Cao tầng của học viện có không ít người đã nghe nói qua việc Lâm Nhất có người chế ra hữu linh kim loại Nhất Tự Đấu Khải, nhưng cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, trực tiếp nhìn thấy đây vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa lại còn là tận bà khối. Học viên các lớp có thể nhận ra hữu linh kim loại Nhất Tự Đấu Khải vốn không nhiều, bọn họ chỉ cảm thấy thật là kỳ quái, tại sao đấu khải ở trên người Diệp Tinh Lan lại giống như là nhị tự đấu khải, có thể dung hòa bên trong cơ thể vậy. Hữu linh kim loại Nhất Tự Đấu Khải chỉ đơn thuần xét về hiệu quả phụ trợ so với Nhất Tự Đấu Khải phổ thông cũng không hề có hiệu đặc biệt hiệu quả kém hơn, nhưng bởi vì là hợp kim cho nên độ cứng rắn của nó và số lượng đặc hiệu phụ trợ đều vượt qua Nhất Tự Đấu Khải phổ thông. Ba khối hữu linh kim loại Nhất Tự Đấu Khải đã đủ để sánh ngang với khoảng chừng 5 khối đấu khải bình thường. Bên trong đoàn đội Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan là người có số lượng Nhất Tự Đấu Khải nhiều nhất, bởi vì nàng là đấu khải chế tạo sư chủ chốt. Thực lực của nàng tăng lên có thể bảo đảm sẽ chế tạo ra càng nhiều đấu khải hơn. Bởi như vậy, sau khi mọi người trong nhóm đều nắm giữ ra một khối Nhất Tự Đấu Khải, Đường Vũ Lân đã để cho Diệp Tinh Lan trước tiên chế tạo ra đấu khải cho chính bản thân của nàng, nỗ lực phát triển theo con đường Nhất Tự Đấu Khải sư. Đợi tất cả bộ đấu khải của nàng đều đã được chế tạo xong xuôi, lại tiếp tục chế tạo cho các đồng đội của chính mình. Như vậy mới là phương pháp giúp tiết kiệm thời gian nhất. Mọi người đều chấp nhận phương án này, vì lẽ đó mới có việc Diệp Tinh Lan đã nắm giữ ra tới tận ba khối đấu khải hiện tại. Kiếm Tinh Vũ ở dưới sự tăng cường của đấu khải đã trở lên càng thêm mãnh liệt. Ở bên trên ba khối đấu khải này tỏa ra vô số ánh sao sáng chói, khí tưng quang minh này so với lúc trước trở lên lồng đậm hơn rất là nhiều. Nhưng mà dù sao, mặc ra cũng là Nhất Tự Đấu Khải sư chân chính đấy. Sau khoảng khắc dừng lại ngắn ngủi này, Thiên Nga Chi Vũ tiếp tục quá trình ăn mòn của mình. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Diệp Tinh Lan đột nhiên ngừng lại, một màn kỳ dị xuất hiện. Ở trên người của nàng đệ nhất đệ tam, hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, đồng thời sử dụng nhiều hồn kỹ. Đây là kỹ xảo cực kỳ cao cấp, dù cho là ở xử lý các học viện cũng là như vậy, cần có hồn kỹ phối hợp lẫn nhau một cách ăn ý, đồng thời còn phải có sự lý giải sâu sắc và sự trưởng khống rất tốt đối với võ hồn. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Tinh Lan làm được. Kim quang đã dần dần yếu bớt đi một lần nữa trở lên mãnh liệt. Hết tay kiếm tinh vũ đột nhiên thu lại. Ở giữa bầu trời, thân ảnh Diệp Tinh Lan từ từ biến mất, chỉ có dư lại một thanh tinh thần kiếm bản phóng to lăng không ở đó. Đây là do vô số kiếm ý, kiếm khí ngưng tụ mà thành, lấy kiếm tinh vũ làm trụ cột xung hợp với kiếm tinh lạc và cả kiếm tinh hàn sắc bén mà tạo thành nữa. Tất cả Thiên Nga Chi Vũ cuồn cuộn bay lên, va chạm vào cây tinh thần kiếm cực kỳ lớn kia, phủ lên trên nó từng tầng hắc ám tĩnh mịch, nhưng lồng vũ cũng nhào nhào vỡ vụn. Trên luận bàn lối, ký thức hắc ám trở lên càng ngày càng dày đặc hơn nữa. Dưới sự tăng phúc của Nhất Tự Đấu Khải, Thiên Nga Chi Vũ cường thể đã không thể nào khống chế toàn trường. Mặc sắc ánh mắt sáng rực, nhìn Diệp Tinh Lan ở trên không trung, trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy mọi dãy ruộng đều là vô dụng đấy. Vừa lúc này,
Tinh thần kiếm cực kỳ lớn đột nhiên ngân vang lên trên không trung, sau đó mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, phá vỡ từng tầng thiên nga chi vũ một, tiến thẳng về phía của Mạc Giác. Cự kiếm mang theo sự dứt khoát, mang theo khí thế thảm liệt trước giờ chưa từng có, từ trong đông đảo thiên nga chi vũ rẽ sóng đi về phía trước, đúng là chỉ ở trong chốc lát đã phá vỡ tầng tầng các lớp, trở lên hạ xuống. Mạc Giác cũng đã bị dọa cho nhảy dựng, giữa tình huống thực lực chênh lệch xa như vậy, đối thủ lại có thể vẫn như trước đại phóng thích ra công kích về bản thể của chính mình. Võ hồn của vị học muội này quả thật là rất mạnh. Một điểm tinh quang lấy mũi kiếm càng ngày càng gần, mặc dù dưới sự ngăn cản không ngừng của thiên nga chi vũ, kiếm quang kia giống như rất là khó đi vào trước mặt của mình vậy. Nhưng Mạc Giác vẫn không hề chủ quan, hai cánh ở sau lưng mở ra khẽ vỗ, kéo giãn khoảng cách cùng với tinh thần kiếm, bằng vào một số lớn thiên nga chi vũ, bản thân của nàng đã có thể ở một thế bất bại. Cuối cùng vẫn là nhớ vào lực lượng chênh lệch của lớp trên đấy, trên khán đài, các học viên của sử lãnh các học viện ngoại viện này đều mở to hai mắt nhìn. Đây là sự cường đại mà sau khi tập hợp đủ bộ nhất tự đấu khải sẽ đem lại cho đấu khải sư đấy. Kiếm quang của tinh thần kiếm lần nữa dần dần ảm đạm, dần dần trở lên chậm chạp ở trong thiên nga chi vũ. Tuy rằng nó vẫn như trước kiên trì, gắng gượng tiến về phía trước, thế nhưng mà rõ ràng đã không cách nào tiếp tục duy trì được nữa. Đã xong, trận đấu này đã xong. Trên mặt của Mạc Giác lúc này cuối cùng cũng thoát ra vẻ mỉm cười. Tuy rằng thắng kiểu này cũng không sảng khoái, nhưng cuối cùng vẫn là thắng. Đúng vào lúc này, đột nhiên một điểm tinh quang ở trong chớp mắt phóng lớn lên, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp cách trở. Ở ngay thời điểm Mạc Giác đã tự nhận ra tất thắng, điểm tinh quang kia đã đến trước mặt của nàng. Điểm tinh quang kia cũng không phải là xông ra từ trong thiên nga chi vũ, mà là đột ngột xuất hiện ra ở giữa không trung, huyễn hóa ra quỹ tích xuyên sáng, chui qua khe hở của từng mảnh thiên nga chi vũ mới vừa buông lỏng kia, hư ảo tựa như là ma quỷ. Thời điểm nó đã đến trước mặt của nàng, Mạc Giác mới vừa vặn kịp phản ứng lại. Tinh quang đột nhiên phóng đại, hóa thành thân ảnh của Diệp Tinh Lan. Lời xa, tinh thần kiếm đã biến mất, một tinh thần kiếm mới lạ xuất hiện ra ở trước mặt của Mạc Giác, một kiếm chém xuống trực tiếp bổ thẳng vào phía trên mặt giáp lót vai của Mạc Giác. Nhất tự đấu khải ở trong chớp mắt này tỏa ra ánh hào quang, điên cuồng triệt tiêu công kích của tinh thần kiếm, nhưng mà tinh thần kiếm sắc bén đến dường nào lại được 3 khối đấu khải tăng phúc. Tinh thần kiếm tuy là bị giáp lót vai ngập lại, thế nhưng mà kiếm ý sắc bén vẫn xông thẳng vào trong cơ thể của Mạc Giác, khiến cho nàng rên lên một tiếng đầy đau đớn. Diệp Tinh Lan lúc này không hề cho nàng cơ hội kịp phản ứng, thân hình lóe lên, đã đến phía sau của nàng. Tinh thần kiếm ở trong tay bỗng nhiên bạo phát, đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, kiếm thần võng đột nhiên lở ra lỗ rụa ở trong khoảng cách gần, đem thân thể của nàng hoàn toàn cuốn vào ở bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hào quang của đấu khải trên người Mạc Giác điên cuồng lập lòe, trong miệng của nàng thậm chí liên tiếp có tiếng thét vang lên. Thế nhưng hào quang ở bên trên kiếm thần võng này lại vẫn như vậy, cường hãn xâm nhập vào bên trong. Hết thảy biến hóa này đều đến quá đột nhiên, cho dù thân là trọng tài, Thái Lão cũng không nghĩ tới lại sẽ đột nhiên xuất hiện ra tình huống như vậy. Khi tất cả mọi người cho rằng trận đấu lên chấm dứt, lại đột nhiên xuất hiện ra dị biến. Kiếm thần võng quay chung quanh, công kích Mạc Giác, ở bên trên đấu khải, hào quang tỏa sáng liên tục, chính nàng cũng đầy khiếp sợ, đồng thời có một chút bối rối. Thời điểm mỗi khi phóng thích ra hồn kỹ, vô số kiếm ý sắc bén liền từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào trong cơ thể, cứ như vậy đơn giản cắt đứt sự việc triển khai hồn kỹ của nàng. Đấu khải tuy mạnh nhưng thực sự cũng không phải tuyệt đối, gặp phải công kích ở khoảng cách gần như vậy, đấu khải chỉ có thể giúp cho nàng hóa giải thế công, nhưng kiếm ý lại thật sự là quá hung hãn rồi, đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của nàng. Đệ tam hồn hoàn tỏa ra ánh hào quang, kiếm tinh lạc lại một lần nữa xuất hiện, lần này kim quang lại bao phủ toàn bộ, không chỉ là bao trùm Diệp Tinh Lan mà còn bao trùm cả Mạc Giác. Một chùm ánh sáng vàng rực rỡ phóng lên trên trời, qua trong giây lát này đã bay vọt thẳng tới đỉnh của luận bàn lôi, hung hăng đập vào bên trong vòng phòng hộ. Toàn bộ vòng phòng hộ của luận bàn lôi này đều phát sáng lên, vòng phòng hộ này có thể chống đỡ được đối với cường giả dưới bát hoàn. Kiếm tinh lạc đâm thẳng vào lớp vòng này, cứ như vậy đụng vào một sợi dây thun cực kỳ lớn, bắn ngược về. Thời điểm đó, tốc độ của nó tăng lên trên không biết bao nhiêu lần. Oanh một tiếng, chùm ánh sáng hoàng kim nọ lện thẳng xuống mặt đất. Mặt ngoài của luận bàn lôi đài, một tầng vết sạn lướt xuất hiện, ở bên trong tiếng kêu rên, hào quang dần dần thu trở lại, lộ ra hai người ở trong đó đang chiến đấu với nhau. Diệp Tinh Lan ở trên, Mạc Giác ở phía dưới, hai đầu gối của Diệp Tinh Lan lện thẳng lên trên bụng của Mạc Giác, hai tay siết chặt tinh thần kiếm từ đâm xuyên qua khẽ hở của lớp giáp kia và áo giáp của Mạc Giác, cứ như vậy mà túm lún sâu vào, đã có máu tươi trào ra. Nhãn thần của Mạc Giác có một chút tan rã, mà Diệp Tinh Lan lại cứ như vậy cúi đầu, không nhúc nhích.
Chuyện này, ai có thể nghi ngờ trận đấu này, một khắc cuối cùng này đã có thể trở nên khốc liệt như vậy? Ai có thể nghĩ đến thân là nhất tự đấu khải sư, mặc sao lại có thể lâm vào tình trạng thảm liệt như vậy? Thái lão nhanh chóng đi tới trước mặt của hai người, bên trên luận bàn lôi, đồng thời cũng có nhiều hơn một thân ảnh khác, chính là thánh linh đấu là Nhã Ly. Hai vị phong hào đấu là đều đi tới trước mặt của hai thiếu nữ ở phía chính giữa sân thi đấu. Mặc giác cũng không bị hôn mê, đồ khải giúp cho nàng hóa giải lực lượng trùng kích lớn, nhưng ở trong mắt vẫn ở trong thanh tỉnh của nàng, lại tràn đầy sự sợ hãi. Nàng nhìn Diệp Tinh Lan vẫn đang dùng gối chấn lên người của mình. Lúc này, Tinh Lan đã nhắm chặt hai con mắt, nhưng ở trên người của nàng, Kim Mi vẫn cứ điên cuồng như vậy. Và lúc này, mặc giác đã cảm thấy hoàn toàn sợ hãi. Thật là đáng sợ, nàng ấy thật sự là đáng sợ. Vào thời khắc cuối cùng, thời điểm của hai người ở dưới tác dụng của kiếm tinh lang từ trên trời giáng xuống, nàng có thể nhìn thấy một đôi mắt ngập tràn vẻ điên cuồng, một sự cố chấp đầy điên cuồng, khắc thật sâu ở bên trong óc của mặc giác, khó mà phai mờ. Với thực lực của Diệp Tinh Lan, cho dù là có 3 khối hữu linh kim loại nhất tự đấu khải tăng phúc, nhưng ở dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng phá vỡ được lớp phòng ngự của đấu khải của mặc giác. Nhưng mà nàng lại mượn quán tính của kiếm tinh lạc lúc rơi xuống, thậm chí còn lợi dụng sức đàn hồi của vòng phòng hộ. Ở trong một chớp mắt đó, cuối cùng kia đã phá vỡ được đấu khải, tạo lên một khe hở, tinh thần kiếm hồng ngắn đâm vào trong bờ vai của nàng. Mặc dù khi đó đối phương đã không hề phóng thích ra kiếm ý ra dưới nữa, nhưng cảm giác lạnh buốt lời bảo vai này lại làm cho sâu ở trong nội tâm của mặc giác rơi vào trong rét lạnh. Quả thân là một tiểu nhà đầu đầy điên cuồng. Mặc giác thật sự sợ hãi, một sự sợ hãi trước đó chưa từng gặp.